công cha đức mẹ có nặng ở nề, con chưa lấy được chút nữa gì bao ơn, nào ai có cha rồi thì ai có mẹ thì của gia bảo của nhà họ và của họ Trần để tiến hành sử dụng về lâu dài.
để kêu gọi con cháu đoàn kết và mọi điều tốt đẹp và phục vụ cho việc thờ phụng của dòng họ. Bây giờ xin kính mời ông Trần Quang Cảnh thay mặt cho toàn thể anh em con cháu trong dòng họ đại diện để cung tiễn và nhận chuông và xin phép phụ thân thủ công chứng giám và tiếp tục nhận cho cái chuông này. Sau đó chúng ta sẽ làm lễ tế lễ rước chuông và thờ và buổi lễ bắt đầu. Trước bàn lính của nhà thờ chính kính khất
lời thì câu thu đi bạc đờ chất chúng được quán trang góp phần đóng góp sức mạnh của toàn thể dòng họ phù hộ cho con cháu trường tồn ấm no hạnh phúc. Sau khi chúng con được chuyển về vị trí, xin được làm lễ tế tổ nhân ngày lành tháng tốt, nhận chuyển đồng rước về nơi nhà thờ để phục vụ cho dòng họ ngày càng được mạnh mẽ. Trước hết xin cảm ơn vợ chồng ông Trần Minh Đàn và bà Phan Thị Thùy cùng quán cháu và anh em nội ngoại cùng các quý khách đã vượt chút thời gian về tại nơi nhà thờ của họ Trần Chí Hai, góp sức cho chúng con thực hiện được buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính chúc toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể quán cháu nội ngoại có sức khỏe, được mọi điều tốt đẹp. Trong quá trình thực hiện lễ nghi có điều gì sai sót, mong về đến lượng thứ chất tội chất xa hoàn tội hoàn hảo đại trả tứ bi phục bi kính đầu tam bái. Kính lạy các bậc thần linh hoàn thiên hậu thổ, bạn chủ thủ công, bạn gia đông của tư mệnh đình phúc ảo công của tư phúc thờ. Đông kính này đích thần tổ Trần Trọng Thanh, ba tổ Trần Thị Thanh và các bậc cao tổ hào, cao tổ tỷ, tăng tổ hào, tăng tổ tỷ, huyền tổ hào, huyền tổ tỷ, cặp bà thúc huynh đệ, cô di tỷ ngoài, của họ Trần. Hôm nay ngày 1 tháng 9 năm Kỷ Hợi, nhằm ngày 29 tháng 9 2019 tại làng Đại Quan, xã Đức Quan, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trên điện thờ của nhà thờ họ Trần Chí Hai, con chọn ngày lành tháng tốt để nhận chuông. Sau khi cháu dâu và bà Phan Thị Thùy cùng chồng và Phan Minh Đạt, Trần Minh Đạt cũng tiến chuông đồng và giả chuông để đưa vào sử dụng phục vụ cái việc thờ phụng nhà bà. Xin về trên chủ nhiệm Long Thành chấp nhận cho chuông và giả chuông để đưa vào sử dụng trừ thành của gia bảo của dòng họ. Cùng con người Trần Bát Thị xin lấy hai trận tiền này để làm bằng. Nếu các bậc thần linh tên lụ đã chấp nhận dân lời thiện cầu và đã nhận chuông và cháu của con được khai chuông, và đó là tiếng gọi của dòng họ đối với các con trai gái dâu rể, các bậc kỳ lão, các cháu các chắt từ mọi miền của đất nước, từ xa ở gần về buổi tiên tổ để cùng nhau xây dựng cái dòng họ ngày càng lớn mạnh, đoàn kết trong dòng họ, anh em nội ngoại được bình yên. Cũng có lấy hai chữ tiên làm bằng. Nếu như các bậc thần linh và tiên tổ đã nhận cho chuông đồng và giải chuông cho một trong ba đại ông dương có chữ tiền sấp ngựa để con cháu được yên tâm, và xin đại thứ nhất. Xin mời tộc trưởng phát biểu xong sẽ xin ông dương. Duy công cộng Hoa Hội của Việt Nam, tổng tập trưởng An Phúc, con kính lạy tổ tiên ông ba Trần Đồng Thanh, đấy, Hồ Trần Chí Hai, cấp bậc thiên đề của bố thì của Hồ Trần tộc. Kính thưa quý vị, thưa ông bà, ông cả ba, mừ cả chú cả mừ và toàn thể anh em con cháu các chiêu trong dòng tộc Trần, trong dòng tộc họ Trần. Tôi là Trần Quang Cảnh, tộc trưởng của thay mặt cho tộc nhận chuông vào nhà thờ gia đình cháu Đan và Thủy ở thành phố Vinh cũng tiến. Cảm ơn, xin cảm ơn quý vị và con cháu đến dự lễ cúng tiễn chuông. Cảm ơn gia đình cháu Đan, Thủy, chúc quý vị con cháu ăn luôn luôn mạnh khỏe và ra mắt tạm gia đình hạnh phúc. Hôm nay
các bậc thần linh hoàng thiên hậu thổ, bạn chịu thủ công, bạn gia công cùng với mình thảo phục thành công, bạn gia tiên thành tiên sư, bạn viên thủ công, bạn tương đồng từ phúc thần. Năm lần này để các bậc tháo cao được thảo, 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 tháo cặp bà thúc huynh đệ cố di tỷ muội tại tự đường chứng giám làm thành chấp nhận cái chuông đồng và giả chuông để đưa vào sử dụng. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 9 năm Kỷ Hợi và ngày lành tháng tốt và cũng là ngày đầu tháng tân chỉ tỉnh Vu Lan, con cháu xin thành tâm nhận chuông đồng nếu được các bậc thần linh chứng giám và tiên tổ nhận cho chuông đồng và giả chuông để đưa vào nhà thờ sử dụng. Thì cho con 103 đại âm dương còn chữ tiền xuất ngựa để con thảo yên tâm và xin tài thứ nhất để nhất âm dương. Xin thiên linh địa linh chứng như chúng con, phụ thần thủ công chứng giám, tổ tiên phù hộ và xin để nhất âm dương. Nhà linh thiêng, rất là linh thiêng. Bên trên là nhận lời và đã cho nhất âm dương chưa? Trước hết, xin thần linh chứng giám lang thang chấp nhận cho chuông đồng và giả chuông. Từ ngày hôm nay, họ Trần Chi Hai, Ních Tổ là ông Trần Tạm Thanh và bà Tổ là Trần Thị Thanh phù hộ cho con cháu. Vậy, cháu cũng có được sử dụng chuông đồng, có đây là tiếng gọi của tổ tiên để tập trung con cháu trong học dòng họ Trần. Càng ngày càng lớn mạnh, dài dòng của họ và của bà Phan Thị Thùy và sau đó thì con cháu của dòng họ cũng phát huy cái khả năng để cùng nhau xây dựng cho nhà thờ cũng như dòng họ này dài dòng lượng họ cuộc sống yên vui hạnh phúc, mọi sự an lành. Trước hết chúng con xin cảm ơn bà Phan Thị Thùy và ông Trần Minh Đàn cùng toàn thể dòng họ đã có lòng thương thảo để xây dựng nhà thờ từ năm 2016 đến nay. Hôm nay ngày lành tháng tốt, xin con cháu lắp giả chuông vào giả và xin được khai tuốt để tiến hành năm lễ tế thân tế họ trong buổi lễ này và mời các quý ông quý bà các con các cháu chuẩn bị cho buổi lễ được như ý nguyện. Tam bái lễ thành thân lễ nhận chuông của tổ tiên là chắc. Thank you.
người. Thank you.
phục là cùng Chúa, hát nó lên, bài là cùng Chúa, bài là cùng Chúa. Vào ngày mùng 10 tháng Chạp âm lịch hàng năm, nhà thờ được xây dựng ngày mùng 8 tháng 8 năm Bình Thân 2016. Hôm nay nhà thờ chỉ hai họ Trần tổ chức làm lễ rước chuông đồng, giá chuông mới lên điện thờ của nhà thờ họ Trần chỉ hai, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Con cháu của họ Trần chí hai đã chung sức chung lòng đóng góp tiền của để xây dựng nhà thờ, cúng tiến các kỳ vật phục vụ cho việc thờ phụng của dòng họ. Bà Phan Thị Thủy cùng chồng là Trần Minh Đàn, là con cháu của dòng họ Trần chí hai, hiện đang công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, với chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Nguyên. Với lòng hiếu thuận của mình đã cùng chồng ra tận tỉnh Nam Định chọn nơi có kỹ nghệ tốt nhất về đồ đồng lúc chuông để cúng tiến phụ đồ nhà thờ họ Trần chi hai. Hôm nay chọn ngày lành tháng tốt sau dịp Tết Vu Lan báo hiếu, cung tiền chuông và giá chuông rước lên điện thờ của nhà thờ họ Trần chi hai. Đức tổ Trần Tẩm Thanh, bà tổ Trần Thị Thanh xin chấp nhận để trở thành của giá bảo của dòng họ, góp phần linh thiêng phổ độ. Vang cha kêu gọi tập trung sức mạnh của toàn thể con cháu họ Trần hướng về tiến tổ. Hôm nay dòng họ Trần chí hai chọn ngày lành tháng tốt làm lễ dân giá chuông đồng và giá chuông về điện thờ để đưa vào sử dụng. Hầu duệ tôn Trần Quán Cảnh, tập trưởng họ Trần chí hai, nam nữ tử tôn hôn tế các kỳ lão cháu chắt lão ấu nội ngoại đồng tộc đặng lễ hương làm lễ rước chúng vào điện thờ
họ Trần Chí Hai, đức tổ Trần Trọng Thanh, ba tổ Trần Thị Thanh, cần gì hương đăng phụ tử hóa quả, minh y kim ngân tài mạ, tư thành hàn ấm tình quả, kim ngân thử phẩm chi ý, cung trần bản lệ cảm chiếu tế vũ. Kính khất thủy tổ họ Trần, liệt vị tiên linh tiên hiền tiên tông, tại nhà thờ Chí Hai dòng họ Trần, cầm bá thúc huynh đệ cố di tỷ muội, trung thương hạ thương đặng, chư hương hồn đồng lái cách đường cung, bạn chữ thổ công đăng quân của mày, tôn thần lại hiền bạn giá đứng trụ tứ mình, tạo phụ thần quân tôn thần vực này, thuộc làm đại quan chứng giám lâm thành Phật bản hồ thiên nhân sinh do tổ, thế bất năng vong tộc ngữ tư tổ, trưởng linh tọa của tổ tiên, con cháu chắc càng người lăng, mười vùng nhật liệt mười phương rạng rỡ, đức tổ tâm muôn chùa sáng ngời, ngưỡng trong phúc âm nối đời, tế thân thân lại về nơi cơ đường, để con cháu lừa hướng phụng sự, ngàn năm sau chân từ thú thường, băn khoăn từ chỉ phế hoang, đến nay đồng tộc làm lễ rước chuông vào nhà thờ. Kính thiết lệ chiêu nghênh yên vị sự, rước thần thống tây uế khai quang, mừng nay thu tiết đã sang, gần xa tụ hội họ hàng đông vui, bái tạ thần linh mạc niệm tiến tục, ơn trời cao đất dày che chở, ơn tổ tiên phù hộ độ trì, ơn nhờ thần Phật từ bi, ơn nhờ thánh chùa thần kỳ chứng soi, cây vườn cội thắm cành xanh lá, nước trong nguồn như bể cả sông sâu, lấy chữ trung chữ hiếu làm đầu, ai không tâm niệm bởi đâu có mình, nhờ tiến tổ anh linh phù hộ, dìu cháu con tiến bộ trưởng thành, trẻ già trai gái yên lành, họ hàng thịnh vượng gia đình yên vui. Buổi sơ khai một ngôi thủy tổ, đời nối đời phấn hộ chia chi, cây cao bóng cả sung xuê, lá rơi về cội người về tổ tông, ngàn năm sau nối dòng mãi mãi, ai trồng cây để ta hái quả ngon, vậy nên dạy cháu chuyên khuyên con, vun trồng tổ trạch giữ tròn gia thánh, trong gia đình trên hoa dưới thuận, trong hồ hàng bách nhật thái hoa, xuân về thắm trổ muôn hoa, non sông gặp hội câu ca thái bình, nay nhân lệ dân chuông xin kính bài, chư tiên linh về lại tự đường, tá chiêu hữu mộc theo hàng, tinh anh hồi tụ để khói hương phụng thờ, tuy nén hương đơn sơ lệ nhỏ, xin đường trên thấu tỏ lắm thanh, con cháu có khiếm khuyết xin quá trả tử bi, truyền lưu phúc âm để cho cháu con phụng thờ, nguyện cầu tứ phủ vạn linh, thập phương tam đạo bàn chứng minh điều trì. Kính thưa hội đồng gia tộc họ Trần Chí Hai, kính thưa toàn thể con cháu họ Trần Chí Hai, gia đình bà Phan Thị Thủy cùng chồng là ông Trần Minh Đàn, con cháu trăm họ
lần xin chân chuông giá chuông lên điện thờ của nhà thờ họ, xin thần linh tiên tổ chấp nhận, xin tổ tiên họ Trần Đức Tổ, Trần Trọng Thích Ba Tổ, Trần Thị Thích phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho con cháu họ Trần Chí Hai dài dòng lớn họ mọi sự bình an, mạnh khỏe phú thịnh cường, làm ăn phát đạt, phúc ấm hòa bình, nhân sinh thành toại, yên ninh khang cát, phục duy kính tấu. Đưa cái tên này của chùa cụ. Cũng cho khả năng. Ba bình thân phụ huynh hành ái giai quy quy chúa quy tam tiên tử chân rõ lên giai quy bình thân phụ quy thành trung hiến lê chân rượu lần tiểu ba giai quy tam bảo hiến tướng quân hiến âm phước quy xuống âm phước ôm chân rượu này đi. Chuông đồng và giả chuông để cho dòng họ sử dụng lâu dài.
và cũng mong được tiếng chuông của nhà thờ sẽ vang xa, kêu gọi toàn thể con cháu của họ Trần có lòng hiếu thảo. Thank you.
quê đang tuổi thiếu niên, cánh chim bay khắp mọi miền tha hương. Dẫu rằng bạn quý người thương, vẫn đầm lắng tiếng quê hương ân tình. Bên nước sân đình tháng năm in sâu lòng ta, bên nước sân đình trông trèo đến xuân ngọt ngào say đắm gió mát trong lành, ngàn ngát hương tàu mưa bờ ai đó nép bên thanh thoát chuồng chùa, bóng ai tấm khăn lùa bay đội lễ lên chùa, tiếng mõ nghĩa nhân thầm vào ký ức cho đến bây giờ, xa xiết lòng ta trên đường chinh chiến sông. Thiêng liêng gần gũi nơi chôn nhang ta cất tiếng chào đời, con tết lá răng nuôi ta lớn thành người, đĩa đèn dầu thắp sáng hồn hoa bàn, bóng mẹ già lưng còng mưa nắng nuôi bao người con dáng thẳng mắt nhìn lên. Bên nước sân đình tháng năm in sâu lòng ta, bên nước sân đình trông trèo đêm xuân ngọt ngào say đắm gió mát trong lành, ngàn ngát hương tàu mưa bờ ai đó nép bên trả ơn đi đền khắc sâu nơi tim người ơi, nghĩa trả ơn đi đền lắng tiếng quê hương nghe hồn nói, nước đâu đó vọng về vang dội núi sông chân trời rực rỡ đông. Tiếng nói quê mình mộc mạc mà thương, tiếng của quê hương về trong nỗi nhớ, đã gặp nhau rồi rành dễ lắm quen, đưa nhau tìm về hai chữ đồng hương. Tiếng cha vang gió lao phong ra, tiếng mẹ ơi heo mây rét ngọt, có tiếng sa
triều miền quê êm ả, có khói lam chiều bờ tre mái già, gánh những tao tân một nắng hai sương, có tiếng quê gặp nhau đây xôn sao tiếng nghề, mời anh mời chị ơi bạn mình ơi, thêm yêu giọng nghề đưa nhau tìm mơ về. Tiếng nói quê mình mộc mạc mà thương, tiếng của quê hương về trong nỗi nhớ, đã gặp nhau rồi rành dễ lắm quen, đưa nhau tìm về hai chữ đồng hương. Tiếng cha vang gió lao bóng ra, tiếng mẹ ơi heo mây rét ngọt, có tiếng sao diều miền quê êm ả, có khói lam chiều bờ tre mái rạ, gánh những tao tân một nắng hai sương, có tiếng quê hương nặng nghiến tin, tiếng nói quê mình phá rừng trồn biển, dư gặp nhau đây xôn sao tiếng nghề, mời anh mời chị ơi bạn mình ơi, thêm yêu giọng nghề đưa nhau tìm mơ về. Có tiếng quê hương nặng nghiến tin, tiếng nói quê mình phá rừng trồn biển, dư gặp nhau đây xôn sao tiếng nghề, mời anh mời chị ơi bạn mình ơi, thêm yêu giọng nghề đưa nhau tìm mơ về. Thêm yêu giọng nghề đưa nhau tìm mơ về. Thêm yêu giọng nghề đưa nhau tìm mơ về. Hãy subscribe.
trắng nước trong. Dòng sông xanh
vẫn dạt dào mong nhớ. Sóng sóng quê ngân cung đàn điệu nhạc, hát ru tình ta năm tháng đời chờ nhau. Mong được gió mang đi tơ lòng em dệt từ trong câu ca ân tình mộc mạc tìm nhau. Gió bay đi lời ca còn mãi, tha thiết một miền quê mênh mang nỗi nhớ. Trắng hoa cau dây trâu nhớ mẹ, nửa câu hò chợt gợi nhớ bóng hình quê. Thời gian có chờ ai đâu, đừng lỡ hẹn người ơi, đừng lỡ hẹn. Về đi thôi, về lại miền quê xưa. Bao năm xa quê, bấy nhiêu niềm mong nhớ. Bao đắng cay vui buồn một thuở, về lại với nhau trong khói lam chiều. Vương vần xào diêu ngân, nghe câu ví dần thương đang dịu dặt đêm trăng. Hẹn cùng ai về lại bến sông quê, dòng sông xanh vẫn dạt dào mong nhớ. Sóng sóng quê ngân cung đàn điệu nhạc, hát ru tình ta năm tháng đợi chờ nhau. Mong được gió mang đi tơ lòng em dệt từ trong câu ca ân tình mộc mạc tìm nhau. Gió bay đi lời ca còn mãi, tha thiết một miền quê mênh mang nỗi nhớ. Trắng hoa cau dây trâu nhớ mẹ, nửa câu hò chợt gợi nhớ bóng hình quê. Thời gian có chờ ai đâu, đừng lỡ hẹn người ơi, đừng lỡ hẹn. Về đi thôi, về lại miền quê xưa. Bao năm xa quê, bấy nhiêu niềm mong nhớ. Bao đắng cay vui buồn một thuở, về lại với nhau trong khói lam chiều. Vương vần xào diêu ngân, nghe câu ví dần thương đang dịu dặt đêm trăng. Bao đắng cay vui buồn một thuở, về lại với nhau trong khói lam chiều. Vương vần xào diêu ngân, nghe câu ví dần thương đang dịu dặt đêm.